Chào các bạn trên cây cảnh nhá. Buổi chiều nay mình nghỉ một chút, mình lại sửa mấy cây. Thì mình mới tập cây cây thôi, nhưng mình thấy mấy cây này nó ưu 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 việt lắm các bạn ạ. Thứ nhất đây là cây nghiến, thứ hai đây là cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy này mình trồng trong chậu cạn, cực cạn luôn. Cành nó to, cái cây nó to bằng bắp tay. Chậu nó bé tí, mỏng dính thôi. Mình vào cái chậu này bao nhiêu năm nay vẫn thế thôi, cây vẫn phát triển bình thường. Thứ ba, đây là cây xương cá. Bên này là cây xương cá, đây là cây xương cá đây. Cũng là một cái chậu rất là cạn thôi, mình để trong này thì không có bóng râm. Không có nắng lắm. Tất cả những cây này, để chậu bé tí này, chậu cạn. Tất cả những cây này mình sửa cách đây 8 ngày trong một video mình đặt tên là Niềm vui bé của người chơi cây cảnh, xuất bản ngày 27 tháng 5 năm 2021. Vậy đến hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021, là 8 ngày mà đã mọc như này rồi, rất là nhanh các bạn ạ. Cho đây là mình thích các bạn bốn loại cây này. Ba cây này phải không nhỉ? Một là cây nghiến, hai là cây xương, cây mai chiếu thủy rất là khỏe. Ba là cây xương cá đây. Đây. Còn cái cây mà truyền thống anh em và các bạn đều biết mà mình gọi cây cây thương hiệu đấy. Đó là cây cây dưới nhỉ, mọc rất khỏe. Mình chỉ bấm mấy hôm thôi, lá đã nhú này rồi. Còn cây xanh mình không thích chơi đâu, cây xanh mỗi lần mình cắt mình lại phải che đậy, không thì bị khô, bị nắng, bị hỏng mất cành. Mình thích chơi những cây, mấy cây này. Đấy. Dăm nó rất là dày, rất đẹp. Nó chịu được nắng, không phải che đậy, nó không bỏ dăm. Cả cây xanh là cây nó có thương hiệu, cây cổ truyền thật, nhưng mà cây gọi là cây có có lẽ cây có tiếng. Nhưng làm nó mỗi lần cắt lại phải che, phải đậy, cho mình rất phiền. Mình không thích làm xanh, nhưng tại sao vườn mình không có xanh mấy, ít xanh. Vườn mình những cây gọi là cây nghiến, cây dưới nó nhiều hơn. Đây, ưu điểm tiếp cây nghiến đây. Chậu cực cạn, trồng 11 cây. Lá cực nhỏ, các bạn nhìn dăm đây. Mình rất thích chơi những cây này. Thì anh em mới tập chơi thì chúng ta nên chơi những cây giống này. Còn những cây mình không thích chơi, như cây xanh, trông thế thôi mình chẳng thích chơi đâu. Còn những cây mà cây ổi chơi khó lắm. Nó hay yếu, bỏ cành. Khó làm, khó chăm. Còn cái cây cây dưới này mà thành phẩm mà chúng ta cứ việc bấm ngọn bấm lá như này thường xuyên thì dăm nó dày rít như này. Chậu thì chúng ta thay thì thay, không thay nó vẫn không xếp. Càng lâu nó càng trở nên cằn cỗi, càng già nua. Càng cổ kính, càng đúng ý. Mới kiểu cây cảnh. Đây mình bấm sau. Cây lộc vừng cũng rất hay các bạn ạ. Lộc vừng chăm thì nó tốt, không chăm thì nó vàng ươm đấy. Nhưng mãi nó không chết, nó không sao cả. Đây mình ví dụ như mấy cây nghiến nhá. Mình chỉ bấm mấy hôm thôi. Đây mọc rất đẹp, dằm đẹp lắm. Này, nghiến đây. Mình chỉ bấm mấy hôm thôi. Mình bấm đây, mình xới cỏ rồi mình bấm. Đấy, mọc rất là nhanh, dễ làm. Đây cái nghiến này bấm mấy hôm. Nghiến này tác động. Nhiều loại tác động được các bạn ạ. Cắt về thoải mái. Ép ngửa. Đây. Vê ngửa, nhặt nhét hòn đá xuống, thoải mái, một thời gian nó bao bọc.
Còn cắt V nhiều khi cắt gần đứt gãy, chỉ để đúng cái gì nhỉ? Chỉ để đúng một đoạn da thôi. À, đoạn vỏ, nhầm xuống động vật. Nó vẫn mọc bình thường. Các bạn nhìn đây nhá. Mình cắt V, chỉ để đúng một tí da thôi. Vẫn mọc bình thường. Chia sẻ cùng các bạn chơi cây. Các bạn mới tập chơi thôi, chứ anh em chơi cây lâu thì kinh nghiệm nhiều, thì mình thì gọi mới tập chơi. Một số loại cây, cây lộc vượng thế, cắt nhiều nó răm, nó dày di dít đây. Đấy, thế nha các bạn nha. Mình tiếp tục, mình dùng tay mình bấm nốt một số cái mầm dưới này để cho nó ổn định được cái dáng.